Diana and Noah. Gần tới ngày Valentine rồi, làm thiệp chúc mừng thôi. Roma, con làm thiệp cho Diana đi. Dạ được. Diana, con làm thiệp cho anh Roma đi. Dạ được. Xong rồi. Rất đẹp. Giờ thì tặng cho ngày Valentine nào. Chúc mừng em ngày Valentine. Wow, cảm ơn anh Roma. Chúc mừng anh ngày Valentine. Cảm ơn em Diana. Hả? Chuyện gì vậy? Anh nhìn nè, hai cái thiệp tạo thành một trái tim. Nếu chúng ta làm một thiệp lớn hơn thì sao? Chúng ta có thể làm một cái thiệp Valentine lớn. Lại đây, lại đây, lại đây. Ôi không, nhiều quá. Phải, quá nhiều để tô màu. Nhờ bạn bè giúp đỡ. Vậy đó, nhờ bạn bè giúp. Quà bất ngờ cho Diana.
go Valentine. Diana, Roma, đây là cây đũa thần. Vùng đất vui chơi đang cần bạn. Ôi không, Boris và tay sai của anh ta đang phá hủy vùng đất vui chơi trong ngày Valentine hoành tráng lễ. Đi thôi. Đến giờ thay trang phục rồi. Cầu thủ bóng đá hoàng gia sao? Cầu thủ bóng đá chơi nhạc pop. Thật là ngớ ngẩn. Ồ, giờ thì tôi hiểu rồi. Bạn là cầu thủ bóng đá chơi phi công nhạc pop. Sức mạnh của cuộc chơi, hãy đưa chúng tôi tới đó. Boris và tay sai độc ác của hắn cùng với Poppy và Blubber trong chiếc trực thăng Hu Hum. Chúng ta cần phải ngăn nó lại. Chúng ta sẽ làm gì? Tôi gọi đó là một cú đánh lừa. Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải cần cả đội để cứu lấy ngày lễ Valentine. Chơi bắt đầu. Này, Poppy, giờ gian lận rồi. Cắt hết đây. Tiến lên, Roma. Nhưng cẩn thận. Không đáng sợ như vậy đâu, Blubber. Boris đang bỏ chạy. Sẵn sàng chưa? Nhắm mục tiêu. Đã đến lúc sử dụng vũ khí bí mật của vùng đất vui chơi. Vòng kiêu vũ, đi đến đó nào. Boris đang thả những mái vòm vào tất cả các khách dự tiệc. Boris không từ bỏ việc phá hỏng ngày lễ Valentine. Vì vậy chúng tôi không thể. Cứu lấy một ngày với sức mạnh của nhạc pop. Hãy gảy đàn lên, Diana. Love can save the day, everybody say. Love can save the day, everybody say. Love can save the day.
ngày Valentine, tôi nghĩ đã đến lúc cho sự kiện chính, đó là tặng thiệp nào. Boris đã phá hủy tất cả các thiệp mừng ngày Valentine của chúng ta. Điều duy nhất thú vị hơn việc làm thiệp cho ngày Valentine là hãy làm lại chúng. Khi nào thì con lợn rừng nhàm chán đó mới để chúng ta được yên đây? Chúng ta làm sao gửi được thiệp chúc mừng ngày Valentine mà không có hộp thư? Vào ngày Valentine, mọi người đều xứng đáng được yêu thương, kể cả Boris. Boris có nghe thấy bài hát không? Công chúa vui chơi đã cứu vớt ngày Valentine. Hoan hô! Yeah! Chúng ta làm được rồi! Công chúa vui chơi đã cứu vớt ngày Valentine. Hoan hô! Diana, Roma, các con biết hôm nay ngày gì không? Vâng, tụi con biết. Tốt lắm. Hôm nay là ngày gì? Chắc là phục sinh đó. Phục sinh là ngày lễ rất vui, được tổ chức ở rất nhiều quốc gia. Ngày lễ phục sinh, trẻ con vẽ lên trứng, làm bánh cùng với ba mẹ của mình và trang trí nhà theo kiểu lễ phục sinh. Vào ngày này, trẻ em cùng săn tìm trứng và thỏ phục sinh được giấu trong sân nhà. Đây. Mừng lễ phục sinh. Phục sinh ư? Nhưng mà phục sinh không phải hôm nay. Cái gì? Hôm nay là ngày gì? Chắc là ngày lễ Valentine. Ngày Valentine là ngày lễ cho những người yêu nhau. Vào ngày này, những người yêu thương nhau, họ thường tặng quà và tặng cho nhau những tấm thiệp với trang trí về tình yêu.
trẻ con có thể hung lên trái tim trang trọng, gửi đến ba mẹ và bạn bè của mình. Sao? Chúc mừng bố ngày lễ Valentine. Wow, nhưng mà hôm nay không phải là ngày Valentine. À? Chúc mừng sinh nhật. Yeah! Mọi người rất thích mừng ngày sinh nhật. Bong bóng, khách mời, bánh sinh nhật là những đặc điểm chính của ngày lễ này. Bạn có thích bánh không? Yes. Sao đấy? Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn mọi người. Nhưng mà hôm nay không phải sinh nhật của bố. Ngày lễ quốc tế của các vị thánh. Vào ngày này, trẻ con và người lớn sẽ mặc những trang phục hóa trang, đến từng nhà và thu thập kẹo. Bố ơi! Bố ơi! Không, không, không. Hôm nay không phải ngày lễ Halloween. Không. Diana, Roma, đừng có lo. Hôm nay là ngày ôm ấp. Yeah! Mình thích ngày này. Mình cũng vậy.